Hello cho các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Chris đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với hoàn tập của Minecraft sinh tồn 1.17 các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 46 rồi. Thì ở tập trước ấy, là tập 45 thì mình đã có xây dựng một cái máy farm để trao đổi vật phẩm với lại mấy cái thanh niên Bitlin ở dưới Nether các bạn. Thì máy farm đó cũng sẽ hoạt động khá là tốt. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa có thời gian để mà mình farm thêm những cái nhãn ghi tên các bạn. Từ cái nhãn ghi tên đó thì mình mới có thể kiểu là cho cái tụi Bitly nó có tên á, và tụi nó sẽ không bị despawn. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm cái đó sớm nhất ha. Nhưng mà tập này ấy thì dự định của mình là mình sẽ xây dựng một cái hồ cá các bạn ơi, ở ngay trước ngay cái chỗ trao đổi với dân làng của mình luôn. Đó, thì mình đã xây được như đây rồi. Từ từ cái này mình sẽ giới thiệu sau ha. Thì hiện tại á, mình đang có hai cái mục tiêu ở trong tập này, đó chính là xây dựng xong cái hồ cá này, và thứ hai là mình sẽ trao đổi với dân làng cho đến khi mà ổng cho mình đổi cái thạch anh các bạn. Tại vì ấy, mình có dự định trong những tập sau ấy là mình sẽ dùng rất là nhiều thạch anh để mà làm những cái làm một cái ngôi nhà, một cái ngôi nhà hiện đại các bạn. Wow, những tập sau ha. Rồi thì mình dự định trong hôm nay thì mình sẽ đổi nguyên cái vàng này nè thành là nguyên cái vàng mà cái máy cắt đá đó các bạn. Thì mấy ông đó đó, khi mà về những cái level sau á thì ổng sẽ cho mình những cái khối thạch anh, thì mình không cần phải đi xuống địa ngục tìm, nó sẽ rất là mất thời gian. Đó thì mục tiêu của mình trong tập này thì cũng sẽ khá là ok đúng không? Rồi thì trong thời gian offline thì mình đã đào và mình đã xây dựng cái hồ cá của mình như vậy. Thì mình dùng loại ba loại đá, đó chính là đá thường này, đá cuội và đá andesite. Cái này gọi là andesite đúng rồi. Thì cái loại đá này thì mình xây dựng xen kẽ với nhau như vậy nè các bạn. Đó thì chúng ta sẽ tạo lên một cái chỗ như thế này. Thì ở dưới đây thì mình sẽ cho nó xen kẽ giữa đất và cát. Đó, thế thì nó sẽ xây như vậy thì nhìn nó cũng sẽ khá ổn. Thì mình chỉ xây sơ sơ như vậy thôi. Thì trong thời gian mà còn lại ấy, thì mình sẽ trang trí lại chỗ này, rồi cũng như là mình sẽ đi xuống biển nè, mình tìm rặng san hô, mình trang trí các thứ. Đó, nói chung là đó là dự định của mình trong tập này. Sẽ khá là ok đúng không? Thì hiện tại các bạn thấy là đồ của mình nó bị full khá là nhiều này, chứ là mình sẽ cất một ít ở đây tạm thời đi. Thì mình cũng sorry các bạn luôn là do hiện tại mình đang bị bệnh đấy các bạn, nên cái giọng của mình nó sẽ hơi khác thường chút xíu. Ok, bây giờ mình sẽ cất những cái loại đá này hết đi, rồi mình sẽ đem những loại đá này ra để mà mình chế tạo. Đúng rồi, mình sẽ chế tạo những cái cầu thang. Rất là cần những cái này các bạn. Chúng ta sẽ trang trí. Mình sẽ chế tạo những cầu thang này, rồi những cầu thang bằng đá thường luôn. Đó, và cả cái đá andesite này. Ok, và đặc biệt chúng ta phải cần những cái slab nữa. Thì hiện tại mình đang thiếu rồi, mình sẽ đi vào nhà mình lấy thêm ha. Đó, thì cái hồ cá này các bạn không nhất thiết là phải xây theo khuôn như vậy. Các bạn có thể xây nó vuông hay là sao cũng được. Nhưng mà thường thì một kiểu cái tròn tròn mà hình kiểu quả lê chắc vậy á. Thì mình thấy nó sẽ ổn hơn đối với lại hồ cá. Thì cái này thì mình cũng đã tham khảo trên YouTube thôi, chứ mình build rất là kém thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Ok, thì ở đây mình sẽ cần thêm một ít đá cuội nè, những cái slab đá cuội ha. Không biết là mình có nên dùng cái đá cuội phủ rêu không? Mình nghĩ nó cũng sẽ khá đẹp ấy. Đá andesite của mình ở đây thì mình hết rồi. Thì mình nghĩ là mình sẽ chắc là đi xuống dưới cái hang mỏ của mình để mình tìm cũng được. Ở đây thì wow, chúng ta có những cái loại gạch đá khá là đẹp này. Cái đá nước này. Ủa, đá của mình cũng hết luôn rồi. Có lẽ là mình sẽ chạy thẳng xuống gọi là cái hang của mình. Không phải cái hang mà là cái khu để mình mai các bạn. Đó, thì từ đó thì mình mới lấy thêm được những cái block này. Rồi sau đó thì mình sẽ xây dựng sơ sơ. Tại vì hiện tại mình còn thiếu khá nhiều. Ví dụ như là những cái bông hoa ở rặng san hô này, rồi những cái con cá ở rặng san hô này. Đó, thì mình sẽ cố gắng bắt cái tụi nó về để mà trang trí cho cái hồ nhà mình nó thiệt là đẹp luôn ha. Thì ở đây chúng ta có rương rất là, ở trong rương rất là nhiều này. Đá andesite này, đá thường này. Đặc biệt ở đằng kia có ba cái rương kia nó cũng khá là nhiều luôn ấy. Và để mình xem coi chúng ta có thể lấy thêm này. Ui, nhiều cực kỳ luôn. Ta hồ mà dùng lắm các bạn. Ok, thì mình sẽ lấy thêm mỗi loại nhiều nhiều chút xíu ha. Rồi thì sẵn tiện ấy, thì mình sẽ kiểm tra xem coi là cái máy farm slime của mình nó có hoạt động chưa. Vẫn chưa hoạt động luôn. Mình không hiểu là nó gặp vấn đề gì nữa. Cái này chắc chắn là slime chain rồi. Tại vì slime chain là chúng ta sẽ tìm không liên quan tới là cái phiên bản mình đang chơi luôn. 1.16 hay 1.17 thì chúng ta sẽ vẫn tìm được những cái slime chain. Đó, mình tìm trên web đó thì nó để như vậy ấy. Mà thôi kệ đi, mình cũng sẽ không quan tâm cái máy farm nữa đâu. Thiệt tình. Rồi thì có những cái block này rồi thì giờ mình sẽ trang trí lại những cái chỗ này. Chúng ta cứ đặt nó lung tung random thôi, miễn sao nó đều và nó đẹp là được. Ok. Ở đây thì mình cũng đã phá cái đường ở bên đây rồi các bạn, tại vì nó khá là chấn cái hồ của mình á, nên mình đã làm một cái đường bên kia thôi. Lát thì mình sẽ sửa sang lại cái đường bên đây.
Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo những cái miếng slab này. Chúng ta sẽ cần khá nhiều slab ấy. Slab phiến đá nữa này. Đây. Đó. Và những cái slab andesite luôn. Đó, như vậy thì chúng ta tạo hồ làm. Rồi mình thấy là ổn quá nha. Mình nên làm những một ít những cái đá cuội phủ rêu thì nó sẽ đẹp hơn nha. Ok. Bỏ cái này đi. Rồi. Không, nói cái dụng cụ này thôi đã full đầu rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng những cái cầu thang để mà mình xây dựng trước ha các bạn. Chúng ta có 3 loại rồi. Mình sẽ dùng thêm cái loại cầu thang của đây. Đó. Thì chúng ta sẽ trang trí ở trên cái chỗ này nè. Đó, miễn sao mà nhìn cho nó đẹp đẹp là được. Rồi như vậy. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ đặt thêm chỗ này như vậy, trang trí mấy cái slab vô nó. Nói chung là mình sẽ làm cho nó kiểu rất là tự nhiên như là một cái hồ bình thường luôn ấy. Ở đây nè. Rồi nào là ở đây nè. Ok. Hy vọng là mình có thể làm cho nó tự nhiên có thể, chứ không thì nó sẽ bị rập khuôn thì nó sẽ khá là xấu luôn các bạn. Ok, ở đây chúng ta có thể lắp như vậy đúng không? Ở không, chỗ này nó hơi xấu này. Ok, mình sẽ lắp như vậy. Rồi. Nói chung là mình sẽ làm nhìn nó cũng không được tự nhiên lắm ta. À, mình sẽ để lâu để những cái block này cho nó đẹp. Rồi như vậy. Để ra ngoài xíu luôn cũng được. Đó. Như vậy. Ok. Mình sẽ cố gắng làm cho nó thiệt là đẹp luôn. Hy vọng là nó sẽ được đẹp đi. Trời ơi, chứ mình làm là mình thấy hơi toan toan rồi đó. Rồi. Những cái slab này chúng ta sẽ gắn bừa bãi đi. Nó làm cho chỗ này nó thật là khu ngầu luôn các bạn. Ok. Đó. Mình sẽ để bừa bừa đi. Rồi mình thấy chỗ nào nó sai sai thì mình sửa lại. Ok. Rồi. Đó, những chỗ này rất là ổn luôn. Như vậy, như vậy. Đó. Ngoài ra thì mình còn những cái slab khác á, nên mình chỉ để ít ít như vậy thôi. Sau đó mình lắp những cái slab khác đồ lên cho nó đẹp á các bạn. Ví dụ vậy nè. Đó. Nói chung là nhìn cho nó tự nhiên là ok rồi các bạn. Ok. Đó, ở đây mình sẽ làm cho nó thiệt là tự nhiên luôn. Mà không biết là nhìn như vậy có ổn không? À, tính ra nhìn như vậy thì mình thấy cũng hơi ổn á nè. Ổn á các bạn ơi, nó cũng không đến nỗi gì đâu. Ở đây ha, sẽ lắp như vậy. Ở đây mình sẽ làm cho nó thiệt. Đó, nhìn nó có cái block này cũng khá là ngầu ấy. Rồi thì ở đây thì mình sẽ lắp thêm cái chỗ này. Đó, nó sẽ kết nối với nhau. Rồi, ở đây thì mình sẽ dùng cái loại đá này. À, rồi, như vậy. Ok liền. Đó. Thì nhìn cái hồ nó sẽ khá là tự nhiên. À, mình sẽ làm rộng rộng ra ngoài. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Ok. Thì nói chung là mình có thể mình xây như vậy nó sẽ không đẹp đối với mình đâu ấy. Ồ, đối với các bạn đâu ấy. Tại vì mình chỉ làm nó, mình thấy nó được được thì mình dừng à. Tại mình cũng, nếu các bạn cũng biết rồi đấy, Red Build kém dã man con ngang luôn. Rồi. Ở đây thì lắp theo như vậy. Mình sẽ làm cho nó rộng rộng ra ngoài chút xíu. Ok, đây thì mình sẽ để những cái cầu thang lên. Đó. Ở đây cũng tương tự. Rồi, ta sẽ lắp vào góc như vậy. Đó. Wow, những chỗ này nó sẽ sắc sảo này. Rồi, lâu lâu thì cũng đừng quên là để cho nó còn lại những cái block xanh xanh thì nó vẫn sẽ ổn hơn các bạn. Tại chúng ta sẽ còn trồng đặt nhiều cái cây ở ngoài rồi nó sẽ trang trí nó cũng sẽ đẹp hơn ấy. Rồi thì tạm thời thì chúng ta sẽ làm như vậy đi ha. Không biết là các bạn nhìn có thấy đẹp không nữa. Mình sợ là nó sẽ nhìn cái thẩm mỹ nó sẽ hơi xấu ấy. À, nhìn từ trên cao xuống thì mình thấy nó có vẻ cũng ổn ổn rồi đó các bạn ơi. Ở ngoài thì mình sẽ để lại những cái slab đi. À, đây, chúng ta còn những cái phiến đá này nữa. Phiến đá rêu cái này. Rồi, mình sẽ làm những cái phiến đá ở ngoài để cho nó kiểu nó được được hơn các bạn. Đó, như vậy. Rồi. Cũng tạm đúng không? Nhìn nó sẽ khá là cổ xưa. À, nhưng mà mình không biết là làm gì có ổn không nữa. Rồi, nói chung như vậy thì mình thấy nó cũng ok rồi. Lát mình trang trí á, ở dưới cái hồ á, nó sẽ có những con cá rồi những cái màu xanh á, thì các bạn nhìn nó sẽ ổn hơn nhiều ấy. Rồi thì hiện tại thì mình cần một cái rương sugar để mà cất những cái thứ này. Thì mình sẽ đi vào nhà đi. Ok. Mình sẽ chắc là đem hai cái rương sugar theo. Tại vì lát mình sẽ đem khá là nhiều cá về ấy. Mình sẽ làm tập này sẽ đem rất là nhiều cá về luôn. Mình sẽ chế tạo thật là nhiều cái xô. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần sắt khá là nhiều để mà chế tạo xô. Sắt thì mình có thể ra cái máy phân sắt của mình nên nó không vấn đề gì hết. Rồi. Chết rồi, mấy chỗ này mình chưa có cất này. Bây giờ mình sẽ cất những cái chỗ này đi. Ok. Dọn dẹp cái rương mình lại.
Gỗ thì tập này mình cần chút ít thôi, nhưng mà hiện tại thì chưa cần đâu. Tại mình cần làm một cái cầu nhỏ các bạn. Đó, cái cầu đó thì chúng ta có thể ra câu cá các kiểu ấy. Đó, nó sẽ ổn, khá là ổn luôn ấy. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ cắt chỗ này. Bây giờ thì mình còn phải đi tìm cái rặng san hô nữa này. Đó, nó mới là một vấn đề đấy. Rồi, ok. Mình nó sẽ cần khá là nhiều sắt để mà chế tạo xô. Để coi nhà mình còn xô hay không. Nó còn nhiều ấy, 5 xô này. Xô chung nhau này thì mình để đây đi. Xô sữa thì mình sẽ uống một sữa đi. Ok. Đó, thế là mình đã có 6 xô rồi. Nhưng mà mình nghĩ sẽ cần mười mấy 20 con cá nó mới đẹp các bạn ơi. Ngoài ra mình còn bỏ xuống dưới kia nữa, nên mình sẽ đem thiệt là nhiều sắt theo luôn. Mình sẽ đem mấy cái khối sắt theo đi. Đó, cho nó ổn. Thì không biết là cái máy phân mía này nãy giờ nó có hoạt động được chưa ta. Để mình thử xem coi ha. Ủa, chỗ này mình phải phá chỗ này ra. Nó mới hoạt động các bạn. Các bạn mới nghe tiếng không? Wow, nói chung chúng ta cũng có được cái số lượng mía rồi. Tuy là không nhiều nhưng mình nghĩ là nó cũng sẽ đủ dùng ấy. Bây giờ thì mình cần lấy thêm một ít sắt này. Đó, chúng ta cần phải có sắt. Chà, cũng nhiều phết ấy. Mình sẽ đem 3 stack sắt theo đi. Rồi, ok. Như vậy chúng ta có thể dùng được. Mình đem một cái hộp sugar này. Mình lấy thêm cái hộp sugar đỏ theo. Đó. Có gì mình sẽ lắp thêm mấy cái đá phát sáng dưới đây nữa, nhìn cho nó đẹp hết các bạn. Đá phát sáng ở đây cũng được cái này. Đúng là một ý hay. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình ngủ cái đã. Mình không muốn xây dựng cái hồ ở trong buổi tối đâu. Mình sợ con creeper nó nổ một cái là tan hoang nhà cửa luôn ấy. Rồi thì mình sẽ đem theo một cái rương sugar đỏ theo, để có gì lát mình sẽ đựng cá các bạn. Rồi đây thì mình sẽ làm đầy cái chỗ nước này lại. Hồi nãy có một chỗ bị hỏng ấy. Đây. Ở bên đây này. Đó, bên đây cái chỗ này nó chưa có vĩnh cửu này. Thì mình sẽ lắp lại cho nó vĩnh cửu. Như vậy. Rồi. Từ đây thì mình sẽ lắp vào trong như vậy. Nó bị lỗi này. Chết rồi. Mấy cái chỗ này nó cũng nó không vĩnh cửu là sao ta? Mình cần những cái block. Tại vì mình cần những cái block các bạn ơi. Lâu rồi. Mình sẽ vào đây mình lấy mấy cái khói ha. Ôi, chết rồi. Mình sẽ đây một ít khói đi. Khói cỏ. Để mình sửa lại cái chỗ này các bạn. Sao mà nó có bị lỗi như vậy được ta? Quá đáng thế. Như vậy. Rồi mình sẽ đặt lại như vậy. Đó. Cái xẻng của tôi đâu? Đó, đây. Lấy chỗ này ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ lắp đầy lại chỗ này. Nhưng mà mình sẽ múc nước ở giữa đi. Nó cho nó. Nó vẫn bị mất nè các bạn ơi. Không được rồi. Không được. Cái chỗ này nó bị một cái gì đó mà nó không có nước vĩnh cửu. Vậy thì mình sẽ múc nước ở chỗ khác các bạn ơi. Mình đặt khói lên cái là nó tự vĩnh cửu rồi nè. Ở đây thì mình cần một cái xô nước nữa. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là nó sẽ vĩnh cửu này. Đúng rồi. Mình sẽ lắp ở đây. Rồi ở đây cũng vĩnh cửu này. Mình sẽ lắp ở đây. Đó, ổn hơn đấy. Còn ở mấy cái chỗ giữa này nữa. Thôi thì có thêm cái dòng nước thì mình nghĩ nó cũng sẽ không đến nổi đâu ha. Ở đây thì mình lấy thêm một ít đi. Ok, ở đây mình sẽ xây dựng lên chỗ như vậy. Xây dựng lên một block đi để biến nó thành cái khói vĩnh, cái nước vĩnh cửu á các bạn. Như vậy. Chỗ nào còn trống thì chúng ta cứ đặt dày thì nó sẽ thành nước vĩnh cửu á. Ok. Rồi, như vậy là chỗ này nó hoàn thành rồi nè. Tuyệt vời. Mình sẽ đào những chỗ này ra. Mình sẽ đào chậm chậm thôi để cho nó hồi phục cái nước vĩnh cửu ở đây. Ok. Lấy chỗ này. Ok. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thiện được cái phần nước ở đây rồi. Thì bây giờ cái hồ mình nó cũng đã ổn rồi đấy. Bây giờ mình chỉ cần trang trí thêm. Thì những cái vật dụng mà mình có thể trang trí ấy, là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài biển cả các bạn ơi. Thì mình cũng đã biết tọa độ của biển rồi, nhưng mình chưa biết được cái tọa độ của cái rạn san hô. Thì mình cần phải dùng khá nhiều cái tên lửa nhờ. Cái pháo hoa các bạn. Để mình xem coi, hồi nãy mình có cất một ít pháo hoa bên đây nè. Pháo hoa với lại trong nhà mình cũng còn nữa. Thì mình sẽ đem nhiều theo. Để mà phòng cái trường hợp là nó rất là xa mình ấy, thì mình vẫn còn đủ cái nguyên liệu để mà bay về. Những chỗ này nó hơi xấu nữa các bạn. Mình sửa lại cái đã rồi mình sẽ đi ha. Ở đây chúng ta sẽ hình như là mình bỏ vào rương sugar xám này. Ok, mình sẽ lấy những cái phiến đá ra để mà sửa lại cái chỗ này. Ok. Đây như vậy. Những cái chỗ này thì nó chưa được sát tường này, nó sẽ không được đẹp cho lắm á. Mình sẽ sửa lại. Như vậy. Đó, sửa lại cho nó sát tường thì nó sẽ ổn hơn ấy. Nói chung là thôi cứ vậy đi ha. Mình sẽ thêm những cái cầu thang. Đúng rồi, chúng ta cần cầu thang ở đây.
Đó. Mình sẽ lắp những cái cầu thang như vậy. Rồi. Rồi thế thì cái này chỗ này thì mình sẽ ngoài ra cho nó cao cao thêm chút xíu. Cao cao thêm một vài block ấy. Ở đây thì mình sẽ cho cao ở đây nè. Đó. Kiểu như vậy thì nhìn nó sẽ gập ghềnh hơn các bạn. Chứ nó mà bằng phẳng quá thì nhìn nó sẽ hơi không ổn ấy. Đó, cho nó gập ghềnh lên, gập ghềnh sóng gió lên. Rồi. Thế thì chắc là tới đây thôi các bạn ơi. Mình mà làm nữa là nó không có ổn luôn ấy. Rồi thì mình sẽ đem chắc là đem cái rương này theo luôn đi. Tuy là nó có hết slot rồi nhưng mà cứ đem theo đi ha. Rồi thì mình sẽ có hai rương đây. Có rất nhiều sắt thì mình có thể làm xô nước. Sẵn tiện mình làm cây kéo luôn đi. Để có gì mình cắt tỉa các thứ ấy. Mình có đem theo cây cuốc có độ mềm mại này đúng không? Cây sẻng cũng có độ mềm mại luôn rồi. Rồi thì không biết có nên đem theo áo giáp hay là kiếm không ta? Anh em mình cất ở đây đúng không? Đinh ba đi, mình sẽ đem đinh ba theo tại vì mình sẽ bơi dưới nước mà. Rồi thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ khoan 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 khoan, trước tiên mà mình di chuyển mình sẽ vào mình lấy thêm một stack pháo hoa nữa đi. Thì chúng ta hơi di chuyển cho nó an toàn các bạn ơi. Trong nhà mình thì vẫn còn pháo hoa. Pháo hoa thì chế biến khá là dễ ấy. Đây chúng ta vẫn còn này. Rồi thì bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ lên đường đi tìm san hô để mà tìm những cái mà có thể trang trí dưới biển cho nó thật là đẹp nha các bạn. Các bạn ơi, sao mà họ tìm khá lâu thì mình mới tới được đây các bạn ơi. Thực ra là nó không có gần mình lắm các bạn, nó khá là xa mình á. Mình hồi nãy mình có bay qua một cái vùng băng tuyết nữa các bạn. Nhưng mà thôi dù sao thì cũng tới rồi. Thì thực ra mình có một cách nó sẽ hay hơn nhiều, đó chính là mình có thể đi qua cái máy farm của mình ấy. Thì đó nó cũng là biển sẵn rồi thì mình đi tìm nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Thì ở đây mình dại dột quá, mình bay từ nhà luôn các bạn. Đó, mình bay mất nửa stack pháo hoa luôn thì mình mới tìm được chỗ này. Thì nói chung là cũng cũng nói chung là tìm được là ok rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm. Nhưng mà mình đang gặp một vấn đề lớn, đó chính là không hiểu sao mình không thấy con cá nào hết các bạn ơi. Mình đang rất là muốn thấy cá đấy. Kỳ ta. Không biết là mình có bị lỗi cái gì không mà mình không thể thấy được cá và lại mực luôn các bạn ơi. Đó, nên chúng ta sẽ khá là khó trong cái việc mà nuôi cá bắt cá đấy. Đây thì mình giết con này luôn đi. Mình có đây xuyên vào giá thịt năm mà chết đi. Ok thì mình sẽ bơi xuống đây để xem thử ha. Nói chung là chúng ta có được những cái này trang trí thì nó cũng sẽ ok rồi. Nhưng mà ui, bên đây có chiếc thuyền này các bạn, chiếc thuyền đắm này, tụi mình qua đây khám phá trước. Nhưng mà nãy giờ mình không thấy một cái con cá nữa hết à, mình không hiểu sao hết. Trong cái world mình ấy mình không thấy con mực luôn đó, mình tìm con mực mãi mà không thấy các bạn đó, thậm chí là cá ngoài biển cũng không có luôn. Thiệt là đen đủi mà. Không sao, chắc là mình dùng cá hồi ở nhà cũng được. Nên thôi, bây giờ thì mình sẽ xem coi cái rương này nó có bản đồ kho báu không. Ôi xong rồi. Mình đặt nhầm rồi. Chết rồi, không đem theo cái rìu nữa. Đúng là đen đủi mà. Đây thì mình sẽ lấy lại cái rương sugar này của mình. Ok. Và chúng ta có một cái đồng hồ và một cái bản đồ kho báu vào trong vùi này. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là mình chưa có tìm liền đâu các bạn ơi. Mình sợ nó sẽ không đủ thời gian ấy. Đây còn rương nào không? Ở đây còn một rương này. Wow, đây có thêm một ít emerald cho mình. Lapis với lại sắt. Mình không biết là mình có nên lấy lưu ly không ta? Có chắc là không cần nữa nhỉ? Mình tìm cách đi lên đây. Ok. Ôi trời cũng tối luôn rồi, toang thế. Mình sẽ tìm đường ra ở đây. Ôi, mình không thể bơi ra đây được à? Mình nghĩ là có thể bơi được một block mà ta. Ok. Như vậy thì mình bơi ra được này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ ở cái rạn san hô này để mà về trang trí. Thì những cái thứ mà mình cần đó chính là những cái hoa san hô này các bạn. Và những cái dưa muối biển nè. Đó chính là những thứ này. Thì mình có thể dùng kéo cắt không? Wow, dùng kéo cắt là nhanh luôn. Nhưng mà tại sao mình không cắt được những cái bông hoa? Chỉ chúng ta phải dùng những cái đồ mềm mại à? Chúng ta phải dùng đồ mềm mại mới lấy được những cái bông hoa này. Ok. Mình sẽ lấy dưa muối biển luôn. Đó. Ok. À thì ra những cái dưa muối biển này nó giúp mình phát ánh sáng. À như vậy thì mình không cần đá phát sáng nữa luôn ấy. Wow. Ok, khá là hợp lý. Wow, có một con cá kìa. Con cá này con cá hề đúng không? Mình sẽ bắt nó về. Bây giờ cá nó khan hiếm lắm các bạn ơi. Chúng ta phải đi bắt cá thôi. Ở đây có một con này. Bắt 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 mày nè. Ok. Chúng ta sẽ có một cái xô, một cái con cá nhiệt đới rồi. Nhưng mà hiện tại trời đang buổi tối nên không biết các bạn có thể nhìn thấy kỹ không. À mình sẽ bơi ra mấy cái chỗ sáng sáng cho mấy bạn dễ nhìn ha. Ở ví dụ chỗ này thì mình sẽ cần khá khá nhiều cá nữa đó. Đầu tiên thì mình sẽ cất vào cái rương sugar đỏ này những cái thứ mà mình chưa có gì cần dùng đến ngay hiện tại.
ví dụ như là sắt này, mình cứ đem lấy một stack ở ngoài thôi, những cái phiến đá này nè, nó mình cứ cất bớt đi, ok, cả đinh ba luôn, thịt luôn, mình có khoai tây rồi mà, pháo hoa thì mình còn như đây chứ cũng đủ bay về rồi, bay thẳng về mình nghĩ nó cũng sẽ nhanh hơn đó các bạn ơi, cất cái gói luôn, rồi những thế này thì mình sẽ tìm thêm, bây giờ thì mình sẽ múc thật là nhiều xô nước, đó để mà mình bắt những cái con cá các bạn ơi, ok, lấy lại cái rương sugar này và lấy những cái bông hoa này về. Nói chung bây giờ mình cũng đã biết được tọa độ ở đây rồi. Đó, thì mốt mình sẽ tìm để trang trí nó sẽ dễ hơn. Ây da, lần này thì mình không có biết á, nên mình sẽ tìm nó khá là lâu. Mình tưởng ở ngoài biển là tìm đơn giản lắm các bạn, nhưng mà không hề. Ngoài ra thì mình cần những cái cỏ biển nữa. Ok, để mà về nhà mình đặt nó sẽ đẹp hơn. Đó, những cái cỏ biển này mình sẽ lấy nhiều nhiều đi. Cỏ biển nó sẽ góp phần cho cái hồ chúng ta nó xanh hơn và nó đẹp hơn khá là nhiều luôn ấy. Mình sẽ lấy hết về luôn. Ok, hình như là cỏ này chúng ta có thể lấy trên bờ đúng không? Cỏ biển à không? Cỏ biển chỉ lấy được dưới biển thôi. Mình cứ tưởng con cá không à. Nãy giờ chúng ta thấy mới thấy có một con cá rồi ta. Làm sao mà để tìm thật nhiều cá đây? Thì đó là một vấn đề đó. Ok, lấy những cái thứ này. Những cái bông hoa này rất là có giá trị luôn. Đó, tại vì nó khá là đẹp. Mình sẽ làm cho nó, mình sẽ lúc mà mình xây trên hồ á thì mình sẽ giữ màu cho nó, mình sẽ cho nó tiếp xúc với nước thì nó sẽ được giữ màu và nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà cái này hình như chúng ta cho lên bờ thì nó sẽ biến thành màu xám khá là xấu thì phải. Sắp tới ấy, mình cần xây nhà hiện đại ấy, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ cần khá khá nhiều cái bông hoa này luôn ấy. Ở đây nữa. Ok, thì lúc đó mình cũng sẽ tìm sao quá. Bây giờ mình cứ tìm vừa đủ thôi. Thực ra là mục tiêu của mình chỉ cần 3 bông hoa thôi rồi các bạn, nhưng mà mình tìm hơi nhiều. Với lại những cái dương múa biển và đúng rồi, không biết nhà mình còn tảo biển không ta. Mình cũng cần tảo biển ấy. 21 rồi nè. Rồi, cỏ biển như đây mình nghĩ chắc là đủ rồi nhờ. Cắt thêm chút xíu đi để phòng ngừa cái trường hợp mà chúng ta không đủ cỏ. Cứ cắt ra hết đi. Ở biển có rất rất là nhiều cỏ biển luôn này. Ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm một ít dương múa biển đi. Phải dương muối không? Đúng rồi, chính nó. Nhưng mà tại sao dương múa biển là phát ra ánh sáng nhờ? Mình cũng đang khá là thắc mắc ấy. Ok, đây thì mình sẽ nhặt lại cái chỗ này. Và bây giờ là tới cái chuyên mục khó khăn của chúng ta nè. Chúng ta phải tìm cho bằng được con cá cơ. Mình rất là muốn tìm những con cá mà nãy giờ chúng ta chỉ mới có một con à. Không biết có vấn đề gì về spawn cá hay không nữa. Ok, ở đây thì mình sẽ cắt một ít những cái tảo biển này. Tảo biển này ở nhà mình nghĩ là mình cũng có rồi, nhưng mà mình sợ là mình không có nên mình phải lấy thêm. Đó, những cái tảo này chúng ta cũng trang trí được. Nó cũng... có bầy cá rồi, tuyệt vời, mình sẽ bắt về hết. Hello, tới đây. Tới đây các bạn ơi. Tới đây, tới đây. Come here. Mình sẽ bắt một đàn về luôn. Ok. Ngoài ra ở đây mình cũng còn nữa nè, bắt về. Rồi, hồi nãy mình có thấy thêm một bầy nào bên kia nữa mà ta. Sao kỳ vậy nhờ. Mình hồi nãy mình thấy có một nhóm cá một bên đây nữa nè. Mình thấy có tới hai nhóm cá lận. Không biết là mình có thể bắt gặp được con cá nóc không nhờ. Cá nóc hình như là hơi khó bắt á các bạn ơi. Để xem coi, mình sẽ đi thêm một chút xíu nữa để mà bắt những cái con cá nó to to đi. Hình như là con cá nhỏ nhất trong cái Minecraft này á. Trong Minecraft là cá nóc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, hình như là nó nhỏ nhất á các bạn ơi. Để xem coi, mình sẽ đi dạo thêm một vòng ở đây nữa. Hát không thấy được con mực. Đây. Có những cái bầy cá nè. Tuyệt vời. Chết rồi, mình không đem theo gỗ để mà chế tạo thêm xô nước. Thôi mấy con cá này chứ cũng không sao đâu. Nói chung là chúng ta cũng bắt được nhiều con cá nhiệt đới rồi, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ ok hơn á. Để xem coi có con cá nào đẹp đẹp không. Thôi thực ra là mình nghĩ con cá hồi nó vẫn đẹp á các bạn, tại vì nó khá là to, nó sẽ làm cái hồ mình nó nhộn nhịp hơn ấy. Rồi ok, thì bây giờ thì mình chắc là sẽ tìm cách đi về. Hồi nãy mình có đi ngang qua một ngôi làng tuyết luôn các bạn, và ngôi làng thông nữa, nhưng mà mình không có ghé vô tại vì mình sợ nó sẽ làm mất thời gian của các bạn nhiều ấy. Đó, thì chúng ta sẽ không đủ thời lượng làm video nên mình không có ghé vào đó, nhưng mà thôi kệ đi. Làng thì cũng khá là dễ tìm mà, nên cũng không vấn đề gì. Nhưng mà ở đây có một chiếc thuyền khác nè. Đây là một chiếc thuyền khác các bạn ơi. Hồi nãy chiếc thuyền mình tìm là ở dưới biển mà. Cắm cái đuốc cho các bạn nhìn cho dễ dàng ha. Ở đây thì mình sẽ dùng block. Có con skeleton kìa. Đừng để nó thấy mình. Ok, mình không có mấy cái vật bắn từ xa ấy. Nó thấy mình thì nó cũng hơi phiền đó nha. Ok, thì mình sẽ cần tìm cái rương. Ở đây có một cái rương à.
chúng ta có súp đáng ngờ này thì nó sẽ random cho mình những cái hiệu ứng các bạn. Lát về thì mình sẽ test thử nhân phẩm ha. Rồi thì ở đây thì mình sẽ chắc là mọi thứ không đủ rồi, mình sẽ giết con skeleton này trước. Hơi né né né. Ok, né 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 một cái nữa. Ôi cha, mình sẽ đánh nó. Mày, mày nè. Ok, chúng ta có thể giết nó bằng cúp. Ấy, con gì vậy? À, Enderman các bạn ơi, mình cứ tưởng con gì không à. Ok, thì tạm thời thì ở đây ổn nè. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ di chuyển về nhà và tiếp tục xây dựng máy farm nha các bạn. Thì mình cũng đã về rồi đây các bạn. À, cũng khá là nhanh thôi, do là chúng ta bay mà. Hiện tại thì mình đang đói nè, mình có nên thử cái vận may với lại cái súp đáng ngờ không ta. Và ok, wow, mình được may mắn các bạn ơi, mình được nhảy cao. Chà chà, mình thử nhảy 2 block được không? À không được, nhảy cao nhưng mà 2 block thì chúng ta vẫn không được các bạn ơi. Thôi mình sẽ bỏ cái chán súp này đi. Rồi thì mình đã có đủ cái nói chung là nguyên liệu để mà xây dựng rồi. Ở đây thì mình cần thêm một ít, đó chính là 12, tầm 12 cái đó chính là 12 cái gì quên rồi, cái lá ớt đó các bạn. À, cái lá sen ấy, mình đang cần 12 cái. Thì ở đây họ mình có đặt khá nhiều này, mình có thể qua đây mình lấy chút ít cũng được. Một này, hai này. Cái này thì ở đầm lầy nó khá là nhiều các bạn, mình có thể đi lấy thêm cũng được. Nhưng mà để mà cho nó đỡ mất thời gian á, thì mình vẫn nên lấy ở đây. Ok, chúng ta sẽ có 8 này. Ok, 9, 10. Còn hai cái nữa thôi, hai cái nữa mình đã xong rồi. Ok, thì những cái này để mình trang trí những cái bông hoa ở của san hô các bạn, thì nó sẽ khá là đẹp ấy. Bây giờ sẽ chóng mặt quá vậy. Hơi chóng mặt ấy, mình sẽ mặc áo giáp rồi đi. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ hợp lý hơn nè. Rồi thì mình sẽ cần dùng mía với lại những cái tre, với lại những cái tảo biển để trang trí nữa. Thì đầu tiên mình nghĩ là mình sẽ làm một cái dùng cỏ biển trước. Đó, cỏ biển thì nó sẽ làm đẹp khu này á. Mình sẽ trang trí cỏ biển ha. Ok, đặt cỏ này nè. Mình nghĩ là chúng ta chỉ nên đặt cỏ biển ở trên cái phần đất thôi, thì nhìn nó sẽ trắng trắng cái phần gọi là cái phần cát á, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều luôn các bạn. Ở đây thì mình sẽ dùng thêm ít nè. Cái này thì không biết nó có tự lớn được không ta, hay là mình phải dùng cái bột mình phải dùng cái bột xương ta. Ok, đi mình cứ dùng như đây đi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào nhà mình lấy thêm ít bột xương đi. Mình đang muốn cho nó cao thêm các bạn, nhưng mà mình đặt lên thì nó không có lớn lên, nên chúng ta phải dùng bột xương thử xem. Ở đây thì mình còn một ít bột xương này. Ok, không phải một ít là một tá luôn. Rất là nhiều bột xương luôn. Rồi thì ở đây thì mình sẽ cho những cái lên 2 block. À, ví dụ như vậy nè, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Đó, đôi lúc chúng ta nên có những cái block cao cao thì nó sẽ rất là cuốn hút luôn. Như vậy đó, thì những cái chỗ mà này của mình nó sẽ bắt đầu nó đẹp hơn rồi đó. Tiếp tục thì mình sẽ xây dựng một cái khu vực gọi là khu vực một cái thác nước. Thì thác nước mình sẽ xây dựng ở ở đây, mình sẽ dựng thác nước ở đây và cái cầu ở đây. Đó, hợp lý hợp lý. Thì cái thác nước không phải thác nước mà là một cái chỗ để chảy nước ra thôi, thì nó sẽ đẹp hơn thôi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái rương cái rương này ra và tiếp tục chúng ta sẽ dùng những cái khối cầu thang đá này, những cái slab, mình sẽ dùng cái slab phiến đá này để mà kết hợp với lại cầu thang đá thì nó sẽ ổn hơn. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm khối cỏ ha. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ xây dựng nó chỗ này đi. Rồi như vậy mình sẽ đào chỗ này ra. Đó, nó sẽ trông như vậy. Thì ở đây ấy, mình sẽ cho nó một cái chỗ để mà chảy nước ra, một cái chỗ thác nước ấy, nó sẽ trông như vậy. Đó, thì chỗ này thì chúng ta sẽ đặt những cái nguồn nước và nó sẽ chảy ra trông như một cái thác vậy đó, thì nhìn nó sẽ khá là đẹp hơn nhiều ấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm thêm cái block này đi. Rồi thì mình sẽ lắp lại như vậy. Thì trên đây thì mình sẽ dùng tiếp những cái cầu thang đá này để mà mình sẽ để ra đi. Mình sẽ đặt nó như vậy. Nó thì nên nó sẽ ổn hơn ấy, mình thấy nó cũng ổn hơn rồi đó. Nói chung là mình trang trí theo cái cách của mình ấy, thì mình cũng không biết là nó có đẹp hay không nữa, tại vì mình quên cái cách mà hướng dẫn trên kia rồi. Nên mình sẽ trang trí theo cách này thử xem coi nó có ổn không. Đó, thì chỗ này thì miễn sao mình làm cho nó có cái nguồn nước chảy ra là được các bạn ơi. Rồi như vậy như vậy có ổn không ta? Như vậy hả? Rồi thì mình sẽ để như vậy thử xem coi nó có đẹp không ha. Hy vọng là nó sẽ ổn đi. Đây thì mình sẽ đặt thêm chỗ này nữa. Riêng chỗ này thì hơi sai này. Rồi, perfect. Ở đây thì chúng ta sẽ cho những cái con cá xuống trước đi nhờ.
mình có nên cho ngay bây giờ không? Cho một vài con đi, tại vì mình đang cần. Cái chỗ này mình làm sai nước rồi này. Ok, mình sẽ đặt nước ở giữa này, nó là một. Tiếp tục thì mình sẽ múc thêm những cái nguồn nước vĩnh cửu để cho nó an toàn. Nó chỗ này, và mình sẽ để nó ở đây, nó là hai, và tiếp tục ở đây là ba. Nó thì nhìn nó sẽ trông có như là một cái nguồn nước chảy ra thì nó sẽ tự nhiên hơn các bạn. Ở đây thì mình sẽ để cho nó thêm một cái rêu ở đây đi, thì nhìn nó sẽ khá là cổ xưa ấy. Ok, ở đây thì mình phá cái này ra đi. Đó, xây cao lên một tí nữa. Rồi, như vậy thì mình nghĩ là mọi thứ nó đã ổn rồi này các bạn. Ok, thì nhìn tổng quan chúng ta sẽ có một cái nguồn nước chảy ra như vậy. Và bên kia thì mình sẽ xây dựng một cái cầu. Thì bắt đầu ở đây á, tiếp tục thì mình sẽ xây dựng. Trời ơi, nó cứ phun rương mãi à. Đây, mình sẽ vào mình lấy thêm một ít gỗ để mình làm một cái cầu nho nhỏ ở đây nè các bạn. Đó, cái cầu nho nhỏ nó bắt ra nó sẽ khá là đẹp. Mình sẽ cần một ít cái lửa trại luôn ấy. Không biết là lửa trại của mình còn không ta. Lửa trại mình hết rồi. Thế thì mình phải dùng gỗ rồi. Nhưng mà mình muốn cho nó ổn ổn ấy, thì mình sẽ thả cá ra hết đi. Con cá lúc nãy đâu rồi? Ok. Đó, mình sẽ thả ra hết cho nó đi chung với nhau đi. Như vậy. Lát thì mình sẽ bắt thêm những cái con cá hồi nha các bạn. Đó, cá hồi nó sẽ rất là đẹp luôn. Tại những con cá này nhỏ quá chúng ta cũng sẽ không có để ý ấy. Rồi. Thì bây giờ mọi thứ nó đã ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái cầu nho nhỏ ha. Cái cầu nho nhỏ thì mình sẽ dùng bằng gỗ. Đây gỗ này. Gỗ vân sam. Những cái cửa sập. Sao do này mình nói chuyện vấp vấp thế nhờ. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ có bao nhiêu đây. Thì ngoài ra mình sẽ cần thêm lửa trại đấy. Mình sẽ bỏ lên tay trái. Và mình dùng cái redstone này để mà đào ra than. Đó, lửa trại thì cần cũng khá nhiều than á, nên mình cũng lấy nhiều than chút xíu đi. Đó, như vậy. Tầm nửa stack chắc đủ nhờ, nửa stack là đủ ấy. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cất cái số lượng than khói này đi, cái số lượng quặng này đi. Rồi thì mình sẽ cần đuốc. Đuốc của mình thì mình còn đây nè. Ui cũng còn nhiều này. Thế thì mình sẽ có thể chế tạo được lửa trại. Lửa trại mình chưa chế tạo được này. Mình cần xem lại cái công thức của lửa trại cái đã. Chúng ta cần không phải cần đuốc mà là cần stick các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần những cái que. Thì nó cũng sẽ đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đổi ra que. Thiệt là nhiều que, mình tầm 64 được rồi. Ok. Sau đó thì mình sẽ chế tạo những cái lửa trại này. Thì mình nghĩ chế tạo hết luôn đi. Mình lấy 21 luôn. Cái cầu nó cũng nhỏ lắm các bạn ơi, nhưng mà mình muốn lấy nó nhiều chút xíu. Thì mình sẽ cần những cái cầu thang này. Và những cái cầu thang bằng đá cuội này nữa. Ok, những cái tường này nữa. Thì mình lấy cái này thì mình bỏ cái nào ra đây ta. Mình sẽ bỏ lại những cái ván gỗ này. Và lấy cái tường đá cuội. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cầu nó bắt nho nhỏ từ cái chỗ này. Ok, mình sẽ chọn cái địa điểm này ha. Thì ở đây mình sẽ đặt những cái phiến. Đó, một cái phiến thôi chứ không phải là những nhiều đâu. Rồi, mình đặt những cái cửa sập ra. Đó. Mình sẽ cho nó theo cái hướng đường đi ra đi cho nó đẹp các bạn ơi. Thì bắt đầu mình xây gỗ rồi nè. Mình phải đi lấy thêm cái cây rìu của mình. Cây rìu của mình. Đầu tiên thì mình sẽ cất đi một ít cái này đi. Rồi cây rìu của tôi đâu. Let's go. Mình sẽ lấy cây rìu cái đã. Đây. Ok. Ok, rìu chứ không phải cây cung. Lấy ra cây cúp này cái đã. Rồi. Đó, bây giờ có thể dễ dàng xây dựng rồi đó. Còn những con cá hồi này thì mình cũng chắc để nó ở đây đi. Mình không lấy nó qua đây đâu. Rồi, đem phá chỗ này đi. Mình sẽ đặt sao cho mà cái chỗ này nó sẽ trong hướng ra ngoài ấy. Ở sự hơi khó nhờ. Mình biết cách rồi. Thì chúng ta sẽ làm những cái khói. Đây, mình sẽ dùng gỗ đi. Đó, mình sẽ đặt ra như vậy. Thì mình sẽ làm nó tương đối cũng không có nhiều đâu các bạn ơi. Đó, mình làm tầm 4 lóc như vậy thôi là đẹp rồi nè. Thì mình sẽ phá những cái chỗ này đi. Không thì nó sẽ làm mất cái nguồn nước ấy, nó sẽ xấu ấy. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ đặt những cái lửa trại đây. Đó, thì cái lửa trại này nó là một cái cầu nho nhỏ thôi. Đó, như vậy. Không biết như vậy thì nó hơi dài chưa ấy. Ở đây thì mình chỉ là phải làm thêm một cái nữa. Cái cầu này hơi dài rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt lửa trại ha. Ok, tắt lửa đi. Rồi, như vậy. Chà, cũng đẹp rồi đó. Cắm cái đuốc cho nó sáng nhà, sáng cửa này. Rồi thì cái cầu mình nghĩ bao nhiêu đây là được rồi. Nên mình sẽ đào cái cây cái chỗ này ra đi. Nó sẽ hơi thừa á. Chỗ này này.
rồi thì mình để mình lắp những cái slab vô thì nó mới hoàn thiện được cái cầu các bạn ơi. Đó, như vậy. Rồi, nó thế là mình đã có cái cầu nho nhỏ. Thì từ đó thì mình sẽ bắt những cái cầu thang gỗ vân sam này xuống. Mình sẽ bắt xuống đây luôn. Chỗ này thì mình sẽ phá cái block này ra và đặt những cái tường đá cuội vô. Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái chỗ tương đối khá đẹp. Nhưng mà hiện tại thì nó bị cái lỗi gì kìa các bạn. Nó không có vô nước này. Nên mình sẽ múc nước để mình lắp lại cho nó. Cá này nó chạy mình hay sao ta? Sao nó thấy mình là nó chạy vậy? Ở đây thì mình sẽ dùng xô nước để mình lắp lại chỗ này. Đó, à được 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 các bạn ơi. Ok. Rồi, mình sẽ lấy thêm một ít bên đây. À không, chỗ này hơi sai rồi. Mình phải lấy ở sát tường cơ. Nếu không thì nó sẽ bị lỗi chỗ nước đó các bạn. Ok. Sát tường nha. Ok, ít chết rồi. Lại không sát tường nữa. Rồi thì như vậy thì nó sẽ hoàn thiện được một cái cầu. Thì sao mà bây giờ nhìn nó lại nó hơi xấu nhờ, nó hơi ngắn á. Như vậy thì nó hơi ngắn các bạn ơi. Thôi xin phép các bạn mình sửa lại một lần nữa ha. Tại nó hơi ngắn á. Thì cái chỗ này thì mình sẽ cho thêm một lửa trại nữa chắc nó mới đẹp các bạn ơi. Ơ chết rồi, mình đặt dưới đây rồi. Mình phải đào chỗ này ra. Ui tính ra lửa trại đặt dưới nước cũng đẹp phết các bạn. Khá đẹp ấy. Đặt chỗ này ra. Và thôi cứ để lửa đi. Để lửa cho nó sáng bớt. Để chút xíu mình sẽ tắt sau. Rồi thì thôi tắt đi. Ở đây thì mình sẽ lắp lại những cái slab ở đây ha. Như vậy. Sẽ không được rồi. Lắp slab như vậy nó. Thì ở đây thì mình sẽ tiếp tục đặt những cái thêm một cái cửa sập nữa các bạn. Đó. Như vậy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ hoàn thành một cây cầu thì nó cũng sẽ đủ cái độ dài thôi. Nhưng mà mình còn phải sửa lại những cái chỗ dưới đây nữa nè, tại vì nó không có ngang ngắn ấy. Ok, wow, chỗ này đẹp hết vậy. Nhưng mà mình sẽ phá cái chỗ này ra đi. Cái cầu thì chúng ta chỉ cần hai góc cột thôi là đủ rồi. Thì ở đây thì mình sẽ đó, lấy cái phần này. Lấy cái phần này luôn. Và chuyển nó ra ngoài đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ đặt những cái hàng rào ở ngoài đây như vậy. Đó. Cái chỗ này mình phải phá ra rồi. Và sau đó thì mình sẽ đặt tường đá cuội ở đây. Không không không. Ở đây, ở đây. Rồi. Có vẻ ổn rồi này. Mình sẽ đặt những cái cỏ biển lại ở đây nha. Rồi. Cỏ biển thì chúng ta sẽ dùng cho nó cao cao lên đi. Nhìn cho nó che che nó đẹp đẹp hơn. Ok, ở đây. Ở đây nữa. Rồi. Thế rồi chúng ta đã hoàn thiện thêm được một cây cầu rồi. Bây giờ thì mình để mà test cái độ sáng á thì mình sẽ xây dựng trong đêm khuya. Mình sẽ đặt thêm chỗ này nó gồng ghề đúng không vậy? Nếu mà mình đặt nước lên thì nó sẽ ra sao ta? Thử nha. Mình đặt nước lên mấy cái block này á thì nhìn nó có ổn không? Cũng tạm mấy các bạn. Nó cũng khá đấy nhờ. Ở đây thì mình sẽ chết rồi, ở đây nó hết nước vĩnh cửu rồi. Mình sẽ làm một cái ô nho nhỏ để làm nước vĩnh cửu nha các bạn. Đó, để chúng ta múc cho nó dễ đi. Chứ nãy giờ nó hơi lu bu rồi đó. Rồi thì mình sẽ cần múc chỗ này được này. Hai xô để mà làm nước vĩnh cửu ha. Ok. Như vậy chúng ta sẽ có cái nguồn nước vĩnh cửu. Thì mình có thể lắp ở những cái chỗ này sao cho nó thiệt là đẹp. Ồ đây là có một đường chảy xuống nè. Ô cũng được phết các bạn ơi. Rồi thì các bạn sẽ cố trang trí cho nó kiểu là thật nhất có thể là được. Ở đây thì mình cần cái độ sáng nên mình sẽ lấy cái dương muối biển ra. Dương muối biển mình sẽ thay cho mấy cái lá này đi. Cất cái này luôn. Rồi, tạm thời thì ok đó. Mình sẽ đặt thử cái dương muối biển ra xem coi nó có đẹp không nha. Dương muối biển nó. Đó, mình sẽ đặt nếu mà các bạn đặt càng nhiều thì nó sẽ càng sáng. Wow, giờ mình mới biết luôn á. Đó. Vậy thì để cấp sáng nguyên cái hồ nước này thì mình sẽ đặt dương muối biển nhiều nhiều ha. Ở cái chỗ này nó bị gì ấy nhờ? Ở sao nó lại bị không có đón nước vậy ta? Ok, ở đây thì sao? Con zombie. Cái tụi này dám kiếm chuyện à? Không có rìu đây. Kiếm chuyện này. Mày này. Rồi, ok. Tiếp tục thì mình sẽ đặt mấy cái dương muối biển này cho nó sáng cái khu vực này lên. Thì mấy cái thanh niên cá này cũng khá là thích dương muối biển ấy. Rồi, ở đây nữa. Dưới cầu luôn. Dưới cầu nó không có đón nhận được nước này. Rồi. Thì như vậy là mình đã thấy nó cái hồ này của mình ổn hơn rồi. Nhưng mà mình nó vẫn chưa có được đẹp cho lắm. Mình sẽ trang trí thêm những cái hoa san hô này. Đầu tiên thì mình sẽ đặt nó dưới đây. Đó. Nó sẽ có thêm khá là nhiều màu ở dưới đây. Thì mình sẽ chọn ba cái loại hoa là đỏ xanh vàng này để mình trang trí.
Còn mấy cái loại khác thì mình sẽ để dưới nước nguồn nước hết. Ok. Và có tiếp 7 cái hoa này nè. Đỏ xanh vàng à, cũng được các bạn. Rồi, mình sẽ đặt dưới đây. Nhiều phết á, không có ít đâu. Như vậy. Ngoài ra thì mình còn cái san hô lửa này. Ủa, san hô lửa đẹp thế. San hô lửa khá là đẹp luôn. Ở đây thì mình sẽ bỏ thêm bốn cái cái chỗ này nó hơi xấu này. Rồi. Và mình sẽ đặt thêm một cái đỏ ở đây và một cái vàng. À, có thể đặt ở trên đá được luôn này, tuyệt vời. Rồi thì mình sẽ đặt tiếp theo là tảo biển nha các bạn. Tảo biển chúng ta sẽ có thể đặt trên chỗ này luôn, tuyệt vời. Đó, mình sẽ cho nó lớn lớn lên. Đó, như vậy. Ở đây. Đó, có những cái này thì nó sẽ tương đối khá là đẹp luôn này. Rồi, đó. Thế thì chúng ta đã có một cái hồ mà mình cũng khá là hài lòng. Thì mình cần đặt thêm một ít dương múa biển ở dưới đây đi. Tại vì nhìn nó hơi tối này. Và đặt những cái cỏ. Rồi. Tiếp theo ấy, thì mình sẽ cần những cái cửa sập mà của gỗ bạch dương các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tìm cách đi lên. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm thêm ba cái bông hoa ở trên nữa. Thì nó cũng sẽ khá đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm cái cửa sập mà gỗ bạch dương đó nha. Thì nhìn nó sẽ sáng và đẹp. Hiện tại thì chúng ta có những cái block này. Mình sẽ đem theo ha. Lấy ra đi. Rồi chế nó thành ván gỗ. Mình sẽ cần ba cái cửa sập. Một. Rồi như vậy thì mình đủ này. Rồi. Hiện tại thì mình sẽ cất mình sẽ làm nhiều đi. Làm nốt đi. 5 cái không đủ này. Tại mình định làm nhiều luôn. Ok, chúng ta sẽ làm thêm bao nhiêu đây nữa đi. Nói chung là mình chuẩn bị cái nguyên liệu nó hơi không được kỹ càng cho lắm nên các bạn thông cảm với mình nha. Hiện tại thì chúng ta có 12 này. Ok rồi đó. Bây giờ mình có thể ăn một ít cho nó no nào. Rồi. Ngoài ra thì mình còn đặt khá là nhiều thứ nữa để mà trang trí cái khu vực này. Thì mình sẽ cần một cái bông hoa ở phía bên đây. Mình sẽ đặt rồi. Một cái bông hoa ở phía bên đây ha. Ở phía bên đây. Rồi. Mình sẽ phá những cửa sập này ra. Và tiếp tục mình sẽ đặt lại dưới đây một cái. Đó, như vậy. Sau đó mình sẽ lên đây và mình phá cái trên. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái chỗ để mà đặt hoa. Ơi, sao nó lại lên bờ vậy? Ở cái chỗ này tụi nó lên bờ này. Không được. Xuống đi. Xuống. Ok, mình sẽ phá cái chỗ này luôn các bạn ơi. Mình không nên để như vậy. Đặt gỗ ở đây thì sao ta? Rồi, nói chung là mình sẽ không cho phép mấy cái con cá nó đi lên bằng đường này đâu nha. Thiệt tình. Ôi, không ổn rồi. Chỗ này thì tụi nó cũng ở đây được. Tụi nó không có chết ở đây. Nên thôi mình cứ cho tụi nó ở đó đi. Rồi thì tiếp tục mình cần một cái loại đó chính là cái khung đó các bạn. Các bạn biết cái khung không? Cái khung treo vật phẩm ấy. Thì mình không muốn tốn thời gian chế tạo thì mình sẽ lấy ba cái khung mà mình chưa dùng ha. Ở đây thì mình có một này. Hai này. Và ở đây là ba này. Rồi như vậy là đủ rồi. Thì chúng ta có nên dùng đá phát sáng cho nó đẹp không ta? Rồi, ở đây thì mình sẽ... Khi các bạn đặt ra được cái chỗ này rồi thì các bạn sẽ đặt cái khung lên. Đó, như vậy. Mình đặt sai rồi, mình đặt nhầm block rồi. Rồi, mình sẽ đặt cái khung lên đây. Thì từ cái khung này các bạn sẽ đặt bông hoa lên. Không. Mình đặt nhầm rồi. Bông hoa các bạn sẽ đặt ở ngoài như vậy. Đó, nhưng mà ít chết rồi. Mình lỡ tay đập rồi. Thật ra chúng ta không đặt như vậy sớm. Thì mình sẽ dùng những cái khói coi có cái khói nào đẹp không. Như vậy đi. Cho đó thì mình sẽ đặt bông hoa vàng lên. Ở cái ngoài như vậy. Thì nó sẽ có như một cái bông hoa. Nhưng mà cái tâm bông hoa này mình làm nó khá là xấu ấy. Nó không được đẹp các bạn ơi. Chúng ta phải dùng những cái block nào mà nó có màu sắc ấy. Như ví dụ như là block rặng san hô ấy. Mà nãy mình hình như có đem theo không vậy. Nãy mình không biết có đem về hay không nữa. Mình có đem theo một rồi các bạn ơi. Một thì sao đủ đây. Để mình tìm thêm những cái block mà nó có nhiều màu sắc để mà chúng ta có thể đặt nó vào trong những cái nhị hoa này. Thì cũng sẽ đơn giản thôi. Mình sẽ lại vào nhà một lần nữa. Sao mà nó gồ ghề thế nhờ. Để xem coi nhà mình có block nào đẹp đây. Block này đẹp này. Một cái gỗ bạch dương ha. Rồi một cái block mà nó có màu sắc đi. Màu sắc mình lấy hẳn block kim cương luôn ta. Mình chân chơi luôn, không sợ nữa. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ có bao nhiêu đây là đủ rồi này. Mình sẽ lấy lại cái bông hoa này.
Ủa con cá nó mới nhảy lên kìa. Ok, rồi mình sẽ phá cái chỗ này ra và mình sẽ đặt cái này vào và tiếp tục cho màu xanh đi. Màu xanh thì cũng màu xanh nó sẽ đẹp hơn. Cái chỗ này thì nó không phải là một cái bông hoa, nhưng mà thì nó cũng có một cái nét đặc biệt á, nên thôi mình cứ lấy luôn ha. Ở đây thì mình sẽ dùng những cái đâu rồi? Mình sẽ dùng những cái lá súng đó. Lá súng mà mình cứ tưởng lá sen ấy nhờ. Rồi, một nè, các bạn sẽ đặt ở đây ha. Ôi, một nè, hai nè, ui, ba nè, ba. Chứ rồi cái này nó đứng trên đây mình không đặt ra được á, mình phải nhảy ra mình mới đặt ra được các bạn ơi. Bốn nè. Ở cái chỗ này là nước nó không vĩnh cửu nên nó không được đặt ở đây. Hóa ra là như vậy. Thế thì mình sẽ biến nó thành nước vĩnh cửu vậy. Đó, đặt lên như vậy là nó sẽ thành nước vĩnh cửu thôi. Rồi bây giờ thì mình đặt ra thêm một cái ở đây nữa. Không được à. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có bốn cái cánh ở xung quanh cái chỗ này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Gỗ dưới đây thì mình phá đi, nhìn nó hơi không có hợp lý. Đó thì như vậy thì mình sẽ làm thêm ba cái bông hoa như vậy nữa là nó sẽ đẹp hơn thôi các bạn. À thì mình cũng đã đặt xong những cái bông hoa rồi các bạn. Đó thì bây giờ nhìn bông hoa nó cũng sẽ tương đối là ổn. Thì mình cũng mới đặt mới đi tìm thêm lá sim ga các bạn. Mình đã đi ra sau để mình lấy mấy cái cây này. Đó để bây giờ về á, chúng ta sẽ đặt ở dưới đây những cái loại đá nó những cái loại lá nha các bạn. Đó thì nhìn chỗ này nó sẽ kiểu khá là xanh đấy và khá là đẹp luôn. Đó các bạn cứ đặt lá ra như vậy. Đó. Gốc lá như vậy thì nó sẽ khiến chỗ này nó tươi và nó đẹp hơn nhiều. Đó như vậy. Đó khi nhìn xuống thì nó sẽ rất là nhiều cái tài nguyên ở dưới nước luôn. Đó các bạn sẽ nhìn nó rất là ổn luôn ha. Thì ngoài ra các bạn cần phải trang trí những cái lá ở phía sau ở ngoài nữa. Đó thì nó sẽ làm cho cái chỗ này đẹp hơn. Thì mình lấy ba loại lá để mà cho nó đa dạng nữa các bạn. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ dùng lá sồi này, rồi lá bạch dương này. Lá bạch dương thì màu nó sẽ không được đẹp cho lắm. Thì mình rất là khuyến khích các bạn dùng cái loại lá sim gai. Trời ơi, đúng là siêu phẩm luôn ấy. Mình sẽ làm những cái chỗ này ra để mà đặt những cái block lá vô các bạn. Đó. Miễn sao cái chỗ này chúng ta sẽ nhìn nó đẹp và nó chuẩn là được. Rồi, như vậy. Đó. Những cái block lá ở ngoài ở trên này, rồi lá sồi các thứ này. Đó các bạn sẽ đặt cho nó sùm ra. Nhìn chỗ này nó sẽ toàn cây cối để sẽ đẹp hơn. Thì chút xíu thì mình sẽ trồng thêm cây ở ngoài đây nữa thì nó mới đẹp hơn được các bạn ơi. Đó. Trong chúng ta đặt lá như vậy thôi thì nó sẽ chưa ổn đâu. Mình sẽ đặt thêm những cái cầu thang. Đó, không những cái hàng rào thì nó sẽ ổn hơn rất rất là nhiều luôn ấy. Ở đây thì nó dướng mấy cái gọi là đường ray ấy nên mình cũng chưa thể làm gì thêm được. Đó, những cái chỗ này. Chúng ta cứ đặt lên như vậy thì nhìn nó sẽ tương đối là ổn luôn ấy. Rồi, mình sẽ đào chỗ này ra. Rồi, lấy thêm một cái cây nhỏ nhỏ dưới đây. Như vậy. Đó, nhìn nó sẽ khá là ok đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đặt những cái hàng rào ở đây như vậy. Chúng ta lâu lâu đặt những cái cây hàng rào thì nhìn nó sẽ rất là tự nhiên luôn. Đó. Ok. Mình sẽ đặt thêm ở đây. Ở đây. Rồi ở đây. Ngoài ra các bạn nếu mà muốn đặt thêm những cái đèn lồng lên thì cũng có thể đặt luôn nha. Đó. Thì mình sẽ đặt như vậy. Thì hy vọng hồ cá của mình nó sẽ đẹp đi. Rồi. Như vậy thì mình đã thấy cái hồ cá mình nó đã ổn ổn hơn rồi nè. Đó các bạn thấy không? Nó cũng khá là ok đúng không? Thì mình cũng sẽ muốn trồng thêm mía luôn. Đó. Chúng ta sẽ cần những cái cục cát ở cục đất các bạn ơi. Đó. Ngoài ra thì mình trước khi ấy trồng thêm mía thì mình sẽ trồng thêm mấy cây quả mầm ngọt luôn. Đó. Nó sẽ khiến chỗ này nó sùm lên. Do là nhiều lá cây quá nên nhiều khi các bạn cũng sẽ thấy nó hơi lag á nha các bạn. Trong quá trình mà render video nó cũng có thể gây lag ấy. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Thì ở đây thì mình sẽ đặt thêm những cái hoa quả mầm ngọt luôn thì nó sẽ đẹp hơn. Thì quả mầm ngọt đi chúng ta có thể bị tấn công ấy, bị sát thương ấy. Nên kiểu là các bạn phải cẩn thận lại. Ui sao Red dạo này nó nói vấp thế nhờ. Rồi, đặt ở đây nữa. Rồi thì chỗ này thì mình cho thêm cái lá đi. Đó như vậy. Thì có vẻ là ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cần thêm đất các bạn ơi. Đó. Đặt mấy cái đất ra chúng ta trồng thêm mấy cây mía cho nó đẹp. Ở đây thì mình trồng ở đây nè. Đó. Cây mía ở đây như vậy. Rồi ở góc này thì không nên. Ở góc này đi. Đó, mía này. Đó, các bạn trồng cho nó đẹp đẹp lên là được. Đó, sẽ có những cái cây mía thì nó sẽ khiến cái chỗ này của chúng ta nó đặc sắc hơn, nó có sức sống hơn. Và cái này thì không được này. Mình sẽ phá chỗ này ra và đặt ở đây thì chúng ta mới có thể đặt mía lên được.
Đó, ở đây thì mình sẽ vẫn cho mía. Ngoài ra các bạn cho thêm những cái cây tre thì nó sẽ cũng rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà tre của mình thì mình không biết là mình đang cất ở đâu nữa. Hình như là mấy cái đường bên kia hay sao á. Đó thì đây là cái hồ cá của mình. Đó các bạn nhìn đi, tổng quan nó khá là ổn đúng không? Thì còn hai thứ, ba thứ lận, ba thứ mình thiếu đó chính là bông hoa nè. Chúng ta sẽ đặt thêm những cái bông hoa cho nó có gọi là sức sống hơn. Ok, chỗ này nè. Đó, đặt những cái bông hoa ra thì mình sẽ đặt những cái đèn lồng ở đây đi. Đó, chỗ nào tối thì mình đặt thôi nhá, còn bình thường thì mình không nhất thiết phải đặt hết đâu. Nhưng mà sao mình thấy nó cũng đẹp đó nhờ. Ở đặt hết đi các bạn ơi, nhìn nó khá là đẹp luôn á. Mình sẽ đặt hết lên mấy cái hàng rào luôn. À, nhặt lại mấy cái này. À, đặt ở đây, đặt ở đây, à, ở đây nè, tương tự luôn. Đó, wow, đẹp thật sự các bạn ơi. Chà chà. Rồi mình sẽ đặt ở đây và ở đây nữa. Nó thế là chúng ta đã có cái phần sáng đó và lại cái hồ cá này rồi. Thì lâu lâu thì mình sẽ đặt thêm những cái đó, những cái gọi là cái này mình không đặt lên được. Cái đèn lên block cho nó đẹp. Ở đây nè. Ở đây. Đó. Cha cha khá tuyệt vời. Mình chỉ cần đem tre với lại cá vô nữa là ok rồi đó. Ngoài ra nha, bây giờ thì mình sẽ cất hết vào một cái rương nào đó để mình đi lấy mấy cái mầm cây các bạn. Mình cần trồng mấy cái cây xung quanh thì nó mới đẹp nhỉ. Thêm một vài cái cây trên đó nữa thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Đúng là một ý hay đó. Mình sẽ trồng cây sim gai các bạn ơi. Mình rất là thích cây sim gai luôn. Dạo này mình là fan của cây sim gai luôn ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lấy những cái mầm cây sim gai ha. Thì nó cũng trong nhà mình thôi. Đó. Và có vẻ đi ngang chỗ này thì nó hơi lát đó nhờ. Thiệt tình luôn. Thôi kệ đi, chúng ta sẽ hy sinh vì nghệ thuật vậy. Thì những cái mầm cây sim gai thì mình còn không ta? Oh, really? Mình hết mầm cây sim gai rồi. Ai. Thiệt tình. Vậy thì mình sẽ lấy cái mầm cây chắc là mình có nên lấy mấy cái mầm cây gỗ sồi không? Thôi mình sẽ lấy tầm 2 mầm thôi là được rồi. Thì sau đó thì mình sẽ đi tìm ở đi ra đằng sau mình chặt để mình lấy thêm mầm cây sim gai cũng được, không vấn đề gì hết. Ở đây chúng ta sẽ cho một cây này. Như vậy. Ui cha. Đó. Thì nó sẽ trông như vậy cũng ổn nha. Mình sẽ cho thêm một cây ở góc này nữa là ok luôn. Rồi. Thế là có vẻ là ổn rồi này, mình sẽ đặt thêm những cái hoa thanh cúc này vô. Đây. Ui cha. Và những cái hoa phong lan. Ui, hoa phong lan là hoa mình rất là thích trong Minecraft luôn ấy. Rồi, thế là chúng ta đã xong cái phần này. Và các bạn có thể chấm điểm cho mình không? Đó, nói chung là mình cũng mong các bạn cho mình nhiều nhiều điểm chút xíu để Redstar có động lực. Thì các bạn chấm điểm bằng cách nào? Đó là các bạn sẽ để lại cho mình một like cũng như một subscribe. Cái này mình hơi tranh thủ. Rồi, thế thì chúng ta đã xong được cái hồ này. Thì mình chỉ cần bổ sung thêm mấy cái cây tre với lại những cái con cá nữa thì nó sẽ rất là đẹp thôi. Thì tập này mình xây dựng nó cũng khá là chậm ấy, nên video cũng khá là dài. Thì nếu các bạn thấy video mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe, và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn phía bên dưới nha. Thì ok, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.